Hello, xin chào tất cả bà con đang xem kênh Thuốc Quý Việt Nam ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay kênh Thuốc Quý Việt Nam đang phơi ngải đen. Và sẵn đây cũng làm một clip so sánh về cái màu ngải giữa màu Việt Nam và ngải của Campuchia để cho bà con để mà giải đáp thắc mắc cho bà con trong mấy ngày nào hôm nay em bà con em. Đối với cái ngải đen mà ở Việt Nam trồng, tôi thấy là đa số là nó sẽ có màu hồng nhạt hay bà con ha, kiểu như cái ông ở Hậu Giang nói với tôi hôm trước đấy, là màu ngải đen nếu mà màu chuẩn á, mà màu chuẩn là màu phải là tím hồng nhạt. Tôi nhớ lại mấy cái câu đó tôi rất là mắc cười. Và hôm nay thì sẵn đây tôi sẽ làm một cái video để mà so sánh hai cái loại màu không thể lẫn lộn được hay bà con ha. Và bây giờ để một tí xíu tôi sẽ là chuyển sang cái camera sau để cho bà con chúng ta tiện theo dõi ha. Ví như là tôi sẽ quay lại cây con của Campuchia nó nảy mầm. Và cái củ này không phải là tôi dự định trồng đâu, mà trong lúc phơi tôi dục bỏ ở trước sân. Rồi không phải là trước sân mà dục trong một cái chậu kiển, nhưng mà hôm nay nó lại nảy mầm nhìn rất là đẹp. Và hôm nay sẵn làm video để cho bà con chúng ta theo dõi ha bà con ha. Qua đây thì đó là những cái củ ngải đen tôi đang phơi ha bà con ha, phơi để mà nó ráo nước để bảo quản được lâu. Thì xét về cái màu củ á, là màu củ Việt Nam và màu củ của Campuchia là nhìn nó rất là khập khiễng, nhìn rất là mắc cười. Thì đây là một cái lô hàng tôi thu thập được 20 kg, mà sáng nay bán lai gai cũng được 5 kg bà con. Thì đây là trong vòng khoảng 2-3 ngày nữa là lô này là sẽ hết, sau đó tôi sẽ tiếp tục đi thu mua nữa và sẽ cung cấp cho bà con gần xa nữa. Nghĩa là những cái loại ngải này là tôi cung cấp cho đồng bào ở Việt Nam ha bà con ha. Đây là của Campuchia, màu nó đẹp lắm, bà con cứ yên tâm khi mà mua hàng, khỏi phải chê, khỏi phải thắc mắc ha bà con ha. Lô hàng nó rất đẹp. Và sẵn đây tôi sẽ là đưa cho bà con xem về hai cái loại màu cũ. Màu cũ của Việt Nam và màu cũ của ngải của Campuchia luôn, để cho bà con được nhìn và đánh giá giữa hai cái mức độ để mà đủ tiêu chuẩn để làm thuốc ha bà con ha. Và chúng ta làm cái gì là cũng phải thật lòng hết thì chúng ta mới là tồn tại được. Và bây giờ không để bà con chờ lâu, tôi sẽ thu cái camera nhỏ lại, chúng ta sẽ tập trung quan sát giữa hai cái màu cũ. Đây màu cũ đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà con này bà con. Thì bà con xem đi, thấy màu cũ này là của thằng Việt Nam nè. Đây màu cũ Việt Nam này, màu cũ này là màu cũ Campuchia nè, bà con xem cho kỹ ha. Đây màu cũ này đó là tím nhạt nè. Tôi mỗi lần tôi nhớ lại, tôi nghe cái ông Hậu Giang nói là tôi mắc cười hoài bà con. Đây là nó cái màu cũ nó tím nhạt hay bà con ha, nhìn rất là nhạt. Đây đó bà con nhìn thấy rõ chưa ạ? Đấy nó tím nhạt như thế này đó, bà con xem kỹ đi. Đấy đấy, tôi đang di chuyển cái màu cũ của Việt Nam nè ha, bà con đừng nhầm lẫn giữa hai cái loại mặt hàng ha. Đó màu này á, mà tôi nghĩ là màu kiểu như tím hồng nhạt kiểu này là không thể mà trị bệnh ung thư ha bà con ha. Nếu mà sử dụng ngừa bệnh đau dạ dày hay là ngừa những cái bệnh nhẹ thì sử dụng được, còn đối với trường hợp nặng thì không hết nha bà con ha. Bây giờ chúng ta quay lại nhìn củ của Campuchia này. Đây bà con nhìn thấy rõ cái củ của Campuchia chưa? Củ của Campuchia là nó màu như thế này đây bà con ha. Di chỉ cái camera vô ban đêm, tại vì mắt tôi nhìn cũng không thấy rõ,
nhìn trong cái camera nó thấy như sao á. Đó, bà con nhìn thấy rõ chưa? Đây. Đó. Đợi cái máy nó lấy nét chút xíu. Đấy, bà con nhìn thấy không? Màu nó khác nhau một trời một vực ha bà con ha. Đó. Đó thì giữa cái hai cái màu cũ á thì tôi để đây thì bà con nhìn thì bà con biết rồi, cái nào của Campuchia, cái nào của Việt Nam, bà con không thể lầm đâu. Ở đây tôi bán hàng rất là chuẩn, bà con cứ yên tâm. Thì lô hàng này về thì tôi bán lô hàng này nè, là khi nào hết cái lô hàng này thì tôi mới lấy đợt đi thu mua ở đợt 2. Đợt 2 xong rồi tôi mới tiếp tục bán nữa, chứ không phải là lấy thằng này lấy thằng kia chồng lấp với nhau là không phải bà con ha. Thì cái cũ này á là tôi đã đem ra so sánh cho bà con xem á. Đây nè. Đó, màu nó đẹp lắm. Của Campuchia là sử dụng nó đắng hơn á. Người nó đắng hơn và xét về cái kích thước cũ thì nó cũng to bằng nhau à, nó không có lớn hơn hoặc là nhỏ hơn đâu. Nhưng mà xét về cái dược tính là nó đắng hơn nha bà con ha, đắng hơn và nó tê lưỡi hơn. Đó thì bà con sử dụng, nếu mà bà con sức khỏe mà bà con đã bị giảm thì bà con sử dụng cái ngải Campuchia này sử dụng ít thôi, không nên sử dụng nhiều, tại vì cái dược tính nó mạnh. Và cái thứ hai nữa là bà con có thể là bị say ngải bà con ha. Đó. Say ngải thì bà con là sử dụng uống nước trà nóng ha bà con ha, uống nước trà nóng vào khoảng 10 phút là sẽ hết. Tôi có một khách hàng ở Đồng Tháp là bị say ngải á, khách cũng mua cái ngải của Campuchia, đen Campuchia này nè về sử dụng để mà chữa bệnh á, thì không biết vì sao khách sử dụng quá liều hay sao, hay là trước đây khách quen sử dụng cái ngải của Việt Nam và sau đó khách tưởng rằng là cái dược tính của màu đen đậm của Campuchia này là nó cũng giống như Việt Nam nên khách sử dụng theo liều lượng của Việt Nam, nhưng mà khách đã bị say ngải. Lúc đó khách điện cho tôi hướng dẫn cái cách để mà xử lý, thì khách xử lý trong vòng 15 phút là xong bà con ha. Đó thì bà con xem đó, màu cũ rất là khác nhau bà con ha, không phải như cái ngải của Việt Nam mà nó tím nhạt như vậy đâu. Cái củ ngải này á, tôi nói với bà con, nếu mà bà con để lâu khoảng nửa tháng hay một tháng màu nó càng đậm hơn nữa đó bà con. Đó thì nó kiểu như là nó tự già đi hay sao đó bà con. Để mà càng lâu là nó sẽ càng lên màu càng đậm hơn nữa. Còn cái loại mà của Việt Nam đó là để lâu nó cũng như vậy hoài này. Cái củ này là tôi trước đây là tôi đào ở dọc đường cách đây cũng khoảng 1 tháng 2 tháng rồi bà con, đào thấy một bụi. Khu vực này là người ta đi bỏ nhà, người ta cũng có trồng ngải ở gần đường lộ đó bà con. Mình đi mình không thấy chủ nhà, mình đào một bụi về mình coi chơi cũng được, ta cũng không có nói gì đó. Đó là những cái cây ngải mà tôi để ở đó đó, nó đã mọc lên đó, là cái của giống của Việt Nam đó bà con. Còn cái giống của Campuchia nè, để tôi cho bà con xem nè. Đây, giống của Campuchia lúc mà nó còn non, bà con nhìn thấy cái phía sau lá không ạ? Phía sau lá của nó là màu đỏ luôn ha bà con ha, đẹp lắm. Đó, bà con thấy rồi đó ha. Đó. Đó thì cái này không phải là tôi trồng đâu, mà trong lúc mà tôi phơi ngải á, tôi thấy có cái củ nào mà nó không đẹp, nó kiểu như người ta đào mà cắt phân nửa củ đó bà con. Rồi tôi đem mà tôi dục đại vào cái chậu này nè, thì nó tự nảy mầm mà nó tự lên, tôi đâu có trồng đó bà con, nó lên đó. Đó là ở đây cũng là một cái cây ngải nè. Cây này là bị cái ốc sên nó ăn lá hết đi. Cây ngải này ngày xưa là người ta dùng để mà đi chơi bông dụ đó bà con. Tôi nói là cái bông dụ là
bà con ở miền Nam là biết cái bộ môn đó bông vụ nè hay là bầu cua. Cái ngải này là khi mà quý khách trồng 7 năm, 7 năm là nó có một cái củ nó đâm thẳng xuống đất này nè, là trong củ nó có lỗ 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 lỗ. Dân gian của Campuchia người ta đặt đặt tên là cái ngải lỗ. Ngải lỗ này khi quý khách trồng là quý khách đi mà đi chơi cờ bạc nè, là quý khách đem cái này theo, là quý khách dơ lên mắt là quý khách có thể là cảm nhận và đoán đúng được là ví dụ như trong cái chén á, là nó ra cái ngẫu lát hay là tứ hay là tam gì đó, thì quý khách có thể là có tín hiệu phản hồi là nhìn xuyên thấu mọi vật đó bà con, hay là bầu cua tôm cá gì đó. Nhưng mà ở đây tôi không có khuyến khích bà con chơi mấy cái môn đó, tại vì môn đó là bị pháp luật nhà nước người ta đã ngăn cấm rồi bà con ha. Thì mình xem cái video này xem để biết thôi nha bà con ha. Đó, đây là một cái loại ngải nè. Đó, tại vì tôi ở đây tôi trồng ngải nhiều lắm, và song song đó rồi tôi cũng để cái củ ngải đen để vào để dục đại á, không ngờ nó lên màu nó đẹp lắm. Đây là cái loại ngải của Campuchia nè bà con xem nè. Lúc nó non lá lá nó như thế này đẹp lắm. Tôi nói là đẹp vậy bà con xem rồi bà con xem hết đi, tôi không có dắt bà con đâu. Đó đó là nó cùng giống với những cái củ mà tôi đang phơi á đó bà con ha. Đó là nó cùng giống với cái củ mà tôi đang phơi ở ở trên cái nền bào đó đó. Nó đẹp lắm. Nhằm khi tôi cắt cắt như vậy nè, rồi tôi không không có sử dụng, tôi dục bỏ dục đại vậy đó, dục đại ở ở trong chậu hay là dục đại một cái nơi nào đó, rồi khi mà nước mưa xuống á là nó tự nảy mầm nó lên ơn đó. Tôi không có chăm sóc đâu, tại vì đây tôi bán tôi không không có thời gian trồng, rồi cũng không có đất trồng, rồi cũng không có thời gian chăm sóc một con ơi, vừa đi thu mua vừa đi tìm kiếm, nói chung là bận bận dữ lắm. Đó thì một tí xíu tôi sẽ di chuyển cái camera cho đằng kia để tôi đem cái chậu này tôi so sánh với mấy cây ngải của Việt Nam ha bà con à. Bà con sẽ thấy sự khác nhau một trời một vật luôn bà con, không phải dốc bà con đâu. Để cho bà con xem nè, cái này tôi cũng không có trồng gì đâu, tôi mấy là thời trước là nó tôi có mua mấy cái củ của Việt Nam nó thời lâu lắm rồi, tôi mua xong tôi dục nè bà con xem cái ngải của Việt Nam mà bà con không thấy rằng lúc mà nó còn non nè, lá lá nó cũng là màu xanh ha. Đây là cây nó xanh luôn bà con thấy không, đấy thế nè đấy, toàn là màu xanh trơn đó bà con thấy không đấy đó. Đó, toàn là màu xanh luôn. Còn riêng của ngải của Campuchia là cây của người ta, bà con xem là lá người ta ở, nhìn ở phía sau này đỏ à, nó nhìn đỏ đẹp lắm, bà con thấy rõ chưa à? Đó đây nè bà con thấy rõ à? Đó tôi đâu có dốc bà con đâu, đó nhìn rất là đẹp. Bây giờ là tôi mê ngải Campuchia lắm bà con ơi, tôi mê đó, thật sự là mê đó. Vừa buôn bán ở đây vừa đi sưu tầm đây đó, mình đi nhiều nơi đó mình thấy ngải của người người ta mình mê ngải luôn đó bà con. Đó đây là cái lô này, là lô của Việt Nam hết. Ngải Việt Nam là nó lá của nó là không có, nó không có đỏ ở phía sau đâu, rồi bẹ nó cũng không đỏ đâu, nếu mà đỏ đỏ ít thôi. Còn đây là của Campuchia là đỏ rất là nhiều, bà con nhìn thấy. Bên Thái nó cũng có trồng cái ngải đen này nè bà con, lá nó cũng đỏ y chang của thằng Campuchia luôn. Như vậy thì giữa hàng Thái và hàng Campuchia là như nhau rồi. Bên đây là nó cũng là một một cái loại ngải nữa nè, đây nè, đây là cũng là cái ngải đen này, nhưng mà cái lá của nó là không đỏ, lá của nó là màu xanh, cái đó là củ là giống của thằng Việt Nam đó con. Đó đó là giống của Việt Nam đó, nó là như vậy đó. Thì cái video đến đây cũng đủ dài bà con ha, tôi bây giờ tôi dành thời gian phơi ngải cho nó ráo nước đặng bảo quản được lâu á bà con ha. Rồi chúng ta hẹn gặp lại nhau ở video sau.